Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, báo cáo của ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai cho thấy, những con số thiệt hại do thiên tai trong năm 2018, một năm được cho là ít thiên tai, vẫn hết sức nặng nề với 224 người chết và mất tích, còn thiệt hại về kinh tế là 20.000 tỷ đồng. Con số này cũng đã thấp hơn rất nhiều so với năm 2017 với 386 người thiệt mạng và số tiền thiệt hại lên đến 60.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm do thiên tai bão lũ mà hàng trăm gia đình phải chịu cảnh mất người thân, cuộc sống bị đảo lộn. Còn hàng chục nghìn tỷ đồng thiệt hại, đó chính là nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của hàng trăm ngàn người dân. Rồi đường xá, trường học, các công trình của đất nước đã bị tàn phá, cuốn trôi, mất trắng. Từ đầu năm 2019 đến nay, mặc dù chưa vào cao điểm mùa mưa bão, nhưng cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai làm 23 người chết và mất tích, gây thiệt hại gần 350 tỷ đồng. Thời gian gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai có diễn biến bất thường, cực đoan hơn cả về cường độ, thời gian, địa điểm xuất hiện và trái quy luật. Nhiều nơi có mưa cục bộ cường độ lớn, mưa trái mùa đến sớm, bão đổ bộ vào khu vực trước đây ít xuất hiện, rông lốc xét thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại cho hầu hết các khu vực trên cả nước. Cũng hiếm khi, ngay từ tháng 1 năm 2019, cơn bão số 1 đã xuất hiện ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của nhân dân khu vực này. Hay mấy ngày qua, nắng nóng cực điểm ở miền Bắc và Trung Bộ khiến hàng ngàn hecta rừng bị thiêu rụi, nhiều vùng khô hạn, thiếu nước sinh hoạt chưa từng thấy Vừa dứt đợt nắng nóng thì vùng áp thấp gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất lại đe dọa các tỉnh miền núi phía Bắc mấy ngày tới đây. Một mùa mưa lũ khắc nghiệt lại bắt đầu bởi theo dự đoán do tác động của hiện tượng El Nino nên thiên tai năm 2019 có diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn, số lượng trận mưa lớn khốc liệt hơn năm 2018. Để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và thích ứng với thiên tai, để phòng tránh tốt thì không chỉ có phương châm bốn tại chỗ mà rất cần sự chủ động kịp thời và chính xác từ công tác dự báo cảnh báo. Thực tế, công tác này ở nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong cảnh báo lũ quét và sạt lở đất cho vùng núi. Chủ động phòng tránh cũng không chỉ là sự chuẩn bị cho các hoạt động đối phó ngay sát mỗi cơn lũ đợt mưa mà cần phải có kế hoạch dài hơn quy hoạch bài bản hơn trong xây dựng các công trình kinh tế dân sinh để đảm bảo an toàn trước thiên tai. Bởi thực tế là không chỉ do biến đổi khí hậu mà những tác động từ phía con người cũng khiến thiên tai biến đổi nặng nề thêm. Ví như nhiều công trình hạ tầng đã lấn chiếm dòng chảy hoặc làm co hẹp dòng chảy, những dự án kinh tế và chặt phá rừng đã phá tan hệ sinh thái tự nhiên hầm mỏ khai khoáng đã làm thay đổi kết cấu địa chất, tạo thành những hốc nước khổng lồ trong lòng đất trên núi cao, chỉ chờ bục ra cuốn phăng cả vùng hạ du. Phòng tránh và giảm thiểu rủi ro, đó là vấn đề căn bản trong ứng phó với thiên tai. Vì vậy, để giảm nhẹ thiên tai, các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc với tinh thần chủ động hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn đó cũng là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trước mùa mưa bão năm nay để xây dựng xã hội phát triển an toàn trước thiên tai